Xin chào mừng anh em đến với kênh Phụ Tùng Mô Tô Tú Ninh Bình. Hôm nay em xin giới thiệu với anh em, em mới về được mấy cái bô cuối của xe Kia Morning đèn phẩy. Anh em có nhu cầu em ship hàng toàn quốc nhá. Số điện thoại của em để trên góc màn hình, số 0982446061. Bên em có dịch vụ ship hàng toàn quốc, ngoài ra còn rất nhiều các mặt hàng phụ tùng ô tô nữa. Anh em có nhu cầu hãy liên hệ với em qua số máy trên nhé. Xin chào.